Khi sự cố tai nạn xảy ra thì bây giờ trước mắt là tại hiện trường thì nó làm thì bế tắc, toa xe nằm nghiêng chiếm dụng hết hai đường, còn một toa xe là vi phạm sang đường số 3. Mà cái giải pháp của ngành đường sắt bây giờ là khắc phục để mà thông đường sớm nhất thì trước mắt là cái cầu Hốc Tông ở Đồng Hới đã vào đến ga, thì bây giờ chúng tôi đang triển khai các cái biện pháp dỡ bớt hàng rồi là đẩy cái toa xe vào khỏi mốc khổ giới hạn của đường sắt số 3 để thông tàu.